Cảm ơn xin rất nhiều. Ai dám nghĩ rằng là trời là trời. Một trong những điều hạnh phúc nhất của nghệ sĩ là mình hát có người muốn nghe. Cho nên là ngày hôm nay Isaac rất hạnh phúc bởi vì rất là nhiều khán giả đã định muốn nghe Isaac hát và xem Isaac biểu diễn. Cho nên là sướng thế này thì sẽ không hát nữa đúng không ạ? Đúng không nào? Rồi, Isaac muốn mọi người giúp cho Isaac bài hát cuối cùng này là tạo nên một không gian thật là tuyệt đẹp để chúng ta có một chương trình thật là tuyệt. Thôi ra ai quất vào mảnh máy phát nha. Tôi xin lắm đấy. Ok, rồi. Đang nói cái là quê không biết nói gì luôn nè. Nào mọi người vỗ tay cái lấy trên thầy lại coi nè. Dạ, Isaac ơi. Dạ, các thưa quý vị, hiện tại thì Quyên biết là tất cả khán giả ngày hôm nay dành tình cảm cho Isaac rất là nhiều ạ. Tuy nhiên là quý vị ơi, chúng ta vẫn còn những phần phía sau nữa. Và ngày hôm nay Isaac đã gửi đến rất là nhiều những phần hát rồi. Được mời Isaac có thể hát một vài câu hát trong một bài hát mà tất cả khán giả ở đây thích nhất được không ạ? Được không ạ? Bài gì ạ? Bài gì ạ? Bài gì ạ? Áo đầu. Còn bài gì nữa không ạ? Thôi bây giờ á, Isaac xin, bây giờ Isaac xin hát bài hát cuối cùng thôi. Dạ, thôi được rồi, vừa hát dễ thương nên lần đầu tiên mấy câu như vậy. Vâng. Thôi anh sắp có thấy đèn khóa thì có mọi người bật lên đó sắp cho hát này đúng không? Rất là đẹp và cảm ơn Nam Định rất là nhiều. Chắc chắn đây nó sẽ không thể nào quên được. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng hát nữa. Ready! Kỷ niệm quá khi tim nhạt nhòa. Vào tình yêu anh đang cố gắng khắc giữ hơi em mà baby go mình thế nào mình hãy cứ sống em cứ mãi ước mơ em cứ mong chờ được tuyệt vời nhé và anh sẽ mãi bước đi cố gắng để biết cười cố gắng để hy vọng được tình yêu ta như là giấc mơ. Let's go.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.